Thông tin thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện biến chủng Omicron là giả mạo. Ngày 27 tháng 12, mạng xã hội lan truyền thông tin bệnh viện FV thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ra một bệnh nhân mắc COVID-19 với biến chủng Omicron bằng kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR. Cụ thể bệnh nhân này là nam có địa chỉ tại phường 5 quận Nam, thành phố Hồ Chí Minh, được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà vào ngày 26 tháng 12. Kết quả tại khoa xét nghiệm bệnh viện FV cho thấy mẫu bệnh phẩm của người này tái dương tính với biến chủng Omicron. Tuy nhiên theo tìm hiểu, thông tin lan truyền này là giả, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Tránh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại thành phố chưa phát hiện biến thể Omicron. Hiện thành phố vẫn đang triển khai giám sát đối với biến chủng Omicron từ người nhập cảnh. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, giám đốc truyền thông bệnh viện FV cũng khẳng định thông tin trên giấy xét nghiệm là giả. Bệnh viện FV đang báo cáo cho cơ quan chức năng và khẳng định không kết luận trường hợp nào liên quan biến chủng Omicron. Theo bà Thu, khi có một bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19, bệnh viện sẽ thực hiện theo quy trình khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, thông báo ngay cho bệnh nhân. Sau đó, bệnh viện sẽ báo cáo chi tiết cho HCDC. Bệnh viện FV không có bệnh nhân có tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ trong giấy xét nghiệm lan truyền trên mạng. Hiện tại, bệnh viện FV cũng chưa có sinh phẩm xét nghiệm tìm biến chủng Omicron. Trước đó, trước sự lây lan của biến chủng Omicron, Sở Y tế đang giao cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford giải trình tự gen tất cả các ca mắc COVID-19 nhập cảnh.